cửa hàng Nhật Máy Bãi. Xin chào toàn thể anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Nhật Máy Bãi nha mọi người. Thì hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu với anh em một mẫu máy cưa xích tay cụt mini. Thì em này đến từ thương hiệu Tanaka nha, mã số là 2930 nha mọi người. Đó, thì đây là đời Tanaka Powermaster này. Đấy, đây là xài của, nói chung là hàng Tanaka anh em khỏi suy nghĩ ha, xài rất là ngon bền bỉ. Thì mẫu này đến từ Nhật Bản nha mọi người. Trọng lượng của em này khoảng 3,8 kg nha mọi người. Đó, lam là lam 35 cm. Đó, mặt cắt là còn 30 nha. Đó, lam xích khá đẹp nha mọi người. Đấy, đầu rãnh lam chưa bị dập, chưa bị tòe và xích còn khá là dày. Xích này thì đã rúa sẵn, anh em về chỉ việc cắt thôi. Thì em này thì nó nằm 30cc mọi người. Đó, và được cái bít tông là 37 ly nhá. Anh em xài trong gia đình vườn nhà rất là vừa tâm. Thì cái đặc điểm của nó là nó được sử dụng ốp lam hai ốc này nha. Đấy, ốp lam má hai ốc lam này nên là anh em vặn rất là cứng cáp so với các đời khác đời một ốc ha mọi người. Đấy, anh em thấy không? Ốc lớn luôn, ốc 8 ly nha mọi người. Đó, ốc 8 ly mà hai ốc lam này nên anh em vặn rất là cứng bền bỉ cho mọi người. Đấy, và tăng xích của em này nằm đằng trước này, đó có con vít dẹp, đó là cái tăng xích ha, lớp mặt tiền đây khá đẹp. Đấy, bên phía mã hộp giật tem mạc còn nguyên cho mọi người, công tắc đây nhá. Đó, rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy cho mọi người. Thì để khởi động anh em thì mình nên biết được cái phần công tắc và thứ hai là phần chốt e ha. Thì công tắc nó nằm đây anh em ha. Đó, công tắc đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài này, và chốt e nó nằm đằng trước này anh em. Đó, và đây nó có hai bình nắp chứa nguyên liệu này cho mọi người. Đó, thì nắp đằng trước này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, còn nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em này. Thì để lâu hoặc cái xăng mình sẽ kéo cái e này ra, giật nó ho lên một tiếng mình đẩy vào là xài bình thường nhé mọi người. Đó, thì hiện tại em đã nổ sẵn từ đầu rồi nên là em cũng không cần phải đóng e gió nữa nha, giật nhẹ là nổ nha mọi người. Rồi, giá của em Tanaka này là 1.800.000 đồng nhá. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986228901 đặt hàng nha mọi người. Rồi, giá của em Tanaka 2930 này là 1.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986228901 đặt hàng nha mọi người.